Đó, và chúng ta chuyển sang cái bảng tương tác á, chúng ta ghi bằng bút á, trên bảng á, thì chúng ta thấy là cái dấu này thì chúng ta có thể dùng là tích vào cái nút home này, cái ngôi nhà này ha. Thì ở tại vị trí này á, thì chúng ta có thể chọn là đờ quẻ nữa ha. Thì lúc này chúng ta có thể vẽ này. Hoặc là chúng ta sẽ có thể dùng và một cái chức năng khác là chúng ta sẽ chọn vào home này, chúng ta chọn cái dấu mũi tên này ha. Thì sau đó chúng ta chọn chế độ là OBS của cái bảng tương tác này, OBS nha, chúng ta chọn vào. Lâu chút xíu ha. Chúng ta chọn OK này. Chờ một tí xíu là máy nó sẽ khởi động chuyển qua sang một cái chế độ cái bảng tương tác này trở thành là một cái chiếc máy tính ha, chiếc máy tính bảng. Rồi, sau đó chúng ta sẽ rồi sau đó máy tính nó lên này ha, trở thành một cái rồi sau khi nó khởi động xong á, thì nó có một cái chương trình nó viết bảng, đó là chương trình whiteboard. Chúng ta mở đúp cái chương trình này lên. Tên này nó được mở lên này. Thì chúng ta có thể là ghi bảng ha. Đây là có nhiều chức năng ở dưới này. Có rất nhiều chức năng ở dưới này. Nên chúng ta xóa này. Rồi.